Đây, anh quay nó đi. Đây, đây, đây anh chụp kiểu này đi. Qua đi. Đây, chụp kiểu này. Đó, nó kiểu này. Thấy chưa? Rồi, lên xe đi. Rồi. Anh Dúi đi đâu đây? Rồi. Ố sao bị tắt rồi? Chậm đình đang quay. Anh phải bỏ cái khẩu trang ra. Dúi bẩn như quỷ ấy. Ê, anh thay cho nó cái dây cổ cho đấy. Chưa vẫn nguyên. Dây thì chặt lắm. Về sang Hàm Long lấy sữa tắm lại đi. Ừ. Dúi. Lấy này đâu anh? Dúi đi làm gì đấy? Rồi. Ôi như quỷ. Ê. Đây. Quay kiểu này này. Ơ, cái máy này chụp được cái kiểu này mà. Chụp quay được rồi. Không, chụp được cái kiểu đáy mồm này mà, cho mũi vào mà. Đây, chụp kiểu này hay đây. Bàn tay này. Cho đứng đấy. Hôm nay Dúi được đi chơi bằng ô tô đấy. Vô mày. Hai cá năm ná. Đã quay chưa? Quay được chưa? Ôi rồi ôi. Ôi rồi. Người nghiêng nè. Đây. Ủa chết rồi. Chết chưa? Có một con giận. Ôi rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu mất con giận rồi à? Có con giận. Chị mang bên nhà em về có con giận đấy. Đây. Ui, ui, ui. Con giận. Đâu mất rồi. Ờ. Chú chết rồi. Lây chó nhà em rồi. Điêu. Có mà lây chó nhà anh ấy. Chó nhà em chỉ có giận. Đây. Đâu mất con giận rồi. Đâu mất con giận rồi. Bố mày. Quay ra. Vừa mới nhìn thấy một con giận xong đâu mất rồi. Chạy mất rồi. Em Núi. Em Núi. Đi núi, đi núi, đi núi. Đang kiểu chụp ảnh ra mũi rồi. Đi về đi tắm đi. Đen. Nó biết đấy. Chứ nó vào đây rồi mà. Đây, đeo lên chưa? Đây, đây. Được không? Đi vào, đi tắm, nhanh lên. Thank you.
thông thả ra thôi. Thank you.